con nít đó hả? Đánh con nít anh. Con nít mà nó quýnh vậy nè, đụng má tụi nó. Tụi bay phải con người hay tụi bay con thú vậy? Để giữ gìn an ninh trật tự chung, đề nghị bà con hãy giải tán ra về, không tụ tập đông người.